Chào mừng các bạn đến với chương trình Em yêu khoa học của Bena. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loại nguyên liệu cực kỳ quan trọng trong các món nước hàng ngày của Bena, đó chính là sữa. Cụ thể hơn là sữa đặc, sữa bột và sữa tươi. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Sữa nói theo định nghĩa khoa học là một chất lỏng màu trắng đục, trong đó được tạo ra từ các động vật có vú như là sữa bò nè, sữa dê nè, trong đó có sữa mẹ nữa nhé. Chúng ta phân thành hai loại, đó là sữa tự nhiên và sữa nhân tạo. Sữa tự nhiên như là sữa bò nè, sữa dê được lấy từ các động vật có vú, còn sữa nhân tạo như là sữa đặc nè, sữa công thức, sữa thực vật, sữa đậu nành. Còn trong video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ba loại sữa, đó là sữa tươi, sữa đặc và bột sữa. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sữa tươi nha. Đó là một cái thành phần nguyên liệu chính ở trong món sữa tươi trân châu đường đen thần thánh đấy nè. Sữa tươi thì lấy từ sữa bò nè, sữa dê nè, sữa cừu nè. Nhưng mà phổ biến nhất vẫn là sữa bò vì do cái mức độ nuôi bò trên thế giới. Trong sữa tươi thì có rất là nhiều cái vitamin, khoáng chất. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì cái sữa mà sữa tươi chưa qua xử lý thì ít khi được phổ biến, ít khi được sử dụng vì nó không có... Vì trong sữa tươi chưa qua xử lý nó có rất là nhiều cái vi khuẩn có hại cho sức khỏe con người. Vì thế để tối ưu hóa cái chất lượng sữa thì con người đã nghĩ ra cái kỹ thuật xử lý giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe của con người. Hai kỹ thuật xử lý chính hiện nay đó là thanh trùng và tiệt trùng. Về sữa thanh trùng nha, đó là người ta xử lý ở nhiệt độ là 75 đến 90 độ trong khoảng là 30 giây, sau đó nó sẽ hạ nhiệt độ đột ngột xuống là còn 4 độ để tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong sữa. Và sữa thanh trùng này có ưu điểm đó chính là giữ được các vitamin nè, khoáng chất quan trọng trong sữa nè, giữ lại được các hương vị thơm ngon đặc trưng của sữa. Tuy nhiên nó có nhược điểm, đó là thời gian ngắn mình sử dụng vậy bảo quản trong tủ lạnh để đảm bảo được chất lượng, và giá thành nó sẽ hơi cao hơn. Còn về sữa tiệt trùng thì được làm từ sữa tươi, có bổ sung thêm một số các vitamin và khoáng chất. Sữa tiệt trùng thì xử lý ở 140 đến 160 độ C trong khoảng 3 đến 4 giây. Nó làm lạnh đột ngột, giúp tiêu diệt được vi khuẩn và nấm men trong có hại nè. Ưu điểm đó là nó có nhiều hương vị, tiệt trùng hoàn toàn, dễ bảo quản, và thời gian bảo quản thì khoảng 6 tháng. Giá thành mình nó sẽ rẻ hơn. Còn nhược điểm thì không giữ được hoàn toàn hương vị của sữa tươi nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sữa đặc nha. Sữa đặc là một loại sữa mà được hút hết nước, và nó thường là ngọt nên chúng ta thêm đường vào. Sữa đặc là một loại rất là đậm đặc, rất là ngọt, thường được đóng gói rất là kỹ. Và ngày nay người ta cũng đóng gói sữa đặc vô những cái túi nhỏ nhỏ cho tiện lợi. Trước đây thì ở các nước châu Âu và châu Mỹ thì sữa đặc được sử dụng rất là phổ biến, do cái thời gian bảo quản sữa tươi lúc bấy giờ còn hạn chế. Phần cuối cùng của chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay đó là về bột sữa. Bột sữa hay gọi là sữa khô, đó là một sản phẩm mà người ta làm bằng cách đó là làm cho bay hơi nước trong cái dung dịch sữa cho đến khi chỉ còn là dạng bột mà thôi. Phương pháp phổ biến hiện nay đó là phun sữa với dạng phun sương và làm khô nhanh. Mục đích mà chúng ta để làm cái dạng bột sữa đó là giúp thời gian bảo quản kéo dài hơn, cũng như tối ưu hóa cái khả năng vận chuyển cái sản phẩm dạng bột. Các sản phẩm được làm từ bột sữa rất là đa dạng nè, như ván sữa khô nè,
bột nguyên chất và các bột sữa không béo. Các sản phẩm từ bột sữa khi được đưa vào sử dụng đều phải trải qua quá trình rất là nghiêm ngặt nha, của Bộ Y tế và Bộ Công Thương ban hành. Cách sử dụng bột sữa thì rất là trong rất là nhiều lĩnh vực như là pha chế nước uống nè, làm bánh kẹo và làm kem nè. Trong pha chế thì bột sữa có thể kết hợp với các nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm như là trà sữa nè, đá xay nè, kem tươi, cà phê sữa. Video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn thấy hay thì chúng ta cùng like, share và subscribe kênh dưới cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào.